nó là silicon hay là tonic lacia. Cô có chiếu lên cho to để nhìn. Tên gì là nghĩ thôi, theo dõi thôi, cũng giá thử đó cũng chắc. Rồi nó thường đơn lẻ cũng có bệnh xương đó, mình phải chẩn đoán được. Nhưng nó phèo chân nè, nó dính khó rồi đó, nó rất là đơn giản là phải chẩn đoán được. Rồi, thứ tư là cái quan trọng này, cái bệnh xương nó có chia hai loại bệnh. Bệnh mà sống bình thường được, bệnh thường gây chết, trẻ để chết thì phải phân biệt giữa nhóm bệnh. Thì cái này nó nhiều lắm, nó có tên bệnh nhiều lắm. Nó có tiêu chuẩn thì mình coi tiêu chuẩn đó, nó cùng giống bình thường, giống đẻ ra nó chết thì mình có cái tiêu chuẩn để mình làm. Chứ trong cái bước làm một cái bệnh bài mà ca mà bệnh lý xương là như vậy đó. Rồi xương thể, bệnh lý về xương nó rất là nhiều, cho nên mình biết một số cái thôi, nó không có hết đâu. Nè, nó có 4, 5, 3, 6 loại bệnh ha. Khi cần mình biết nhà chẳng nói là đủ thứ người chẩn đoán, đủ chuyên ngành hết rồi không, di truyền, vi sinh, sơ sinh, hình ảnh học, chứ không phải siêu âm của mình đâu ha. Hình ảnh học thì có siêu âm trong đó không, do chút xíu không, chứ còn nó thường có đen đủ thứ đó, phụ gì chẳng đoán ha. Đa phần là bị đột biến đen, là hiện tại giờ mà mình lý giờ đen thì mình chưa có làm được nha, cũng đang dần lần đang chuẩn bị ra trường là bắt đầu làm thôi, một số cái thì chưa có làm được hết. Trong như kiểu nào người ta cũng nhen nhóm làm rồi mà không có làm được nhiều đâu, cho nên là 436 là bệnh đâu chẳng nói đang đây. Khi mà mình chẳng nói, cái cuồng chẳng nói của mình là gì, loạn sản xuất từ chung vậy đó. Rồi có khi giờ bệnh gì thì mình ghi hướng nghĩ nhiều đến cái đó, chứ mà chẳng nói chính xác là không được đó, tại vì mình tất cả các chuyên ngành mình chẳng nói được nè. Loạn sản bất thường về tăng trưởng qua chuyện này định nghĩa quá thôi, nó xảy ra cái chuyện mà loạn sản xương thì vậy đó, mất cân bằng nữa để tăng trưởng một phần mô xương để ra loạn xương. Rồi sao nó có đây đi một số đi nó đi về chưa mình để lên đây à. À, cái này là cắt dây thôi. Rồi. Mấy cách đo nè. Bản này chỉ tham chiếu thôi em, cái thân sắt có hôm nay em sợ mẹ nó có hết à. Thì cái này là những cái con số để mình đưa ra cái tiêu chuẩn mình chẩn đoán thôi, nó bất thường khi nào thì cách bắt đầu mình vô bắt đầu làm nè. Xương dài là sao, một cái này sẽ mình có bị nhỡ nhỡ rồi còn dễ không có bị chạy đó. Nếu là bài này có nguyên cái bộ hình xương có lợi dòng không? Ủa em có bài hình xương không, có chạy đâu vậy? Có hình xương sao nó chạy gì đó mà dễ này không, đâu có gửi thì em lên đâu có lấy cái gì đó đâu. Hình xương bình thường rồi mất tiêu rồi. Ủa, sao đấy nó chạy đâu ta? Em mở lại luôn. Cái slide bình thường nó chạy không ta? Mình để thôi bị chạy slide. Nó bao giờ nó có hình xương hết, hay là bắt đầu đi từng tự rồi nó mất hình xương. Ở xe 2 đi, 56 mất. Sao lại cầu 6 bị xóa. Không bị ẩn, sẽ bị ẩn ra. Đây, bài mình đầy đủ. Sao lên kia nó không cho như phiếu. Cái bộ ảnh hay sai cái kìa, nó chéo nó 5, 6, nó 1 nó không được luôn. Nó mở lên đúng không? Mà chiếu nó bị chiếu. Nè. Được chưa? Nè, có đúng không? Đây. Mất số 1, 4, 5, 6. Cái mầm chi là bắt đầu thấy nó 8 tầng rồi. Xương đùi bắt đầu thấy xương đùi 9 tầng. Bây giờ mình nhìn kỹ nào giờ ông đặt chứ bụng mờ lắm thấy đâu. Bụng làm bắt đầu giờ bụng không thấy nhất thôi, ba tuần thấy gì đâu, nếu như nó phôi có cái mô kém thì tình đơn dưới đầu luôn thì đâu có thấy gì đâu. Nè, nó xem thường thấy nè, nó thấy xương là thường thường này em tỉ thì em làm trong phần âm đạo nhé, âm đạo nó rồi. Còn một xương dài thấy lúc 11 tuần là lúc mẹ lúc mẹ làm bụng mà như gái ha.
rồi hai cái cửa động lúc 9 tầng rồi. Và những cái này là những cái mình bắt đầu làm đó, làm siêu âm đó, là mình để ý cái này để mình chẩn đoán sớm chứ không có gì hết trơn á, tự nhiên mình ghi ra cái gì đâu nè. Xương dài lúc 11 tầng, cửa động chi lúc 11 tầng như sao, mất xương 11 tầng thấy được đó. Rồi chi bị cứng khớp 11 tầng nó thấy được, tại vì mình biết đó, mình thường lúc nào lúc 11 tầng mình thấy mà giờ không thấy. Cho nên những cái mắt này để mình bắt đầu đi phát hiện mất tầng sớm nha. Rồi sao câu này tự nhiên sau đi tô đỏ làm chi vậy, có hiểu gì không? Các xương dài phát triển tương xứng nhau nghĩa là sao? Khi mà một cái thai bình thường đó thì các xương dài đầu cái tay đùi bụng gì đó nó đều hết nhau á, thì em chỉ cần đo cái xương đùi thôi. Cho nên làm sao không có bản cả về kết quả xương âm á, là đo mỗi xương đùi đâu thấy đâu xương tay xương chân gì đâu. Là vì á một cái xương đùi bình thường thì em nhìn sơ qua những xương kia có một số trường hợp thì cũng có thể là nó cong hay này nọ đơn độc thì dần qua, nhưng mà thực tế là khi cái xương dài xương đùi bình thường á thì cái xương khác nó phát triển về chiều dài tương xứng nhau á, không phải hồi ngắn. Cho nên ta đo một xương là vậy. Cho nên có những cái bản mà ta đo gì xương tay xương chạy xương mát không hết, không cần đo hết. Mình cũng có phải coi hết toàn bộ các xương, coi các xương có thiếu không, nhưng mà khi mà thấy nó bình thường rồi á, mình chỉ cần đo một xương thôi. Cho nên sao các bản trả kết quả của mình ở trong cái biometry á, chỉ có trả đầu bụng đùi là vậy á, chứ không phải là người ta không có nghiên cứu mà tự người đo một cái cho đại diện thôi. Nó đại diện đó, nó đại diện cho toàn bộ các xương đó, nên lý do là các bản trả kết quả của một xương rồi. Nó không cho cô cái bản này. Nhìn nó rồi, nó cho đây. Thì cái ung xương của mình ha, cái này sát ha. Cái ung thể xương mình, nhìn đầu đuôi mình đâu có bao nhiêu xương đâu. Mấy trăm xương đấy chứ. Nhưng mà đi mấy cái thớt này đó, cái thái dương nè. Thớt tráng đỉnh nè, cái đỉnh chẩm nè, có cái tên tiếng Anh đó. Rồi cái thớt này biết sao? Ở trường hợp em làm mà cái đấm sớm khớp á, hẹp cũng sớm khớp là mình không nói đâu. Nó đóng lại là làm cái đầu nó bị biến dạng á. Thì trong cái trường hợp đóng chù á, nó đóng khớp sớm. Rồi cái khung xương, bình thường mình chỉ đo gì? Xương tay, xương tụ, xương quay ha. Nhìn hướng xương nó biết là xương trụ á, thì bao giờ nó gì cái đầu xương trên tầm cao hơn nè, mà cái xương quay ấy, thì cái đầu dưới xương để đo cho đúng cái gì hết trơn á, cái xương dưới nó dài hơn không, rồi xương đùi, rồi tới xương chày á, xương chày nó sát xương hơn nha, rồi nó to hơn nè đó, mà những cái xương để mình làm xương mình đo chứ không phải gì hết á. Khi mình đo những cặp xương này bị lộn thì nó dễ lộn, phải nhớ hướng xương là cái hình dạng của xương thì mình mới đo đúng được. Người ta mình đang có mấy cái à, xương dài đây là có hình dạng cuộc sống thì coi có cong có gập góc gì không, tự khung xương rồi nè ha. Còn xương đầu đo to nhỏ là HC, còn to đầu nhỏ là lượng đo HC á, chứ cái lượng đỉnh không có chính xác. Rồi mình đang muốn ghi nè, đúng là sao đang xuất phẩm. Rồi chẩn đoán cái thử sản là cái xương dài với bách vĩ năm, tôi là mình với bách vĩ năm, thì cái này á nó cái bảng xương ra xương nó có cái bảng nên tự ứng vào trong đó. Nếu như có cho cái hình cho em thấy á, rồi dắt sách ra, sách người ta đã nghiên cứu rồi, mình không có làm nghiên cứu, mình lấy sách thôi. Đây đo xương, tất cả các xương tắt đo là sao, đo thân xương tại vị trí đầu trên và đầu dưới ha. Sát cái đầu nè, đầu trên và dưới hai đầu xương á, vậy sao các xương cố gắng được cắt nhỏ quách nha, cắt sao cái đầu xương nó ấy vậy, cái đầu nó mạnh mạnh vậy nè. Mà thì đúng rồi, cái xương dài là phải đo đúng vậy đó, đầu trên và đầu dưới thì đo đúng rồi mới vô cái bảng thêm chiếu đúng rồi. Còn đo chu vi vòng đầu nè là đo sao qua nắm sọ ha, rồi nó sọ nè đo tại vị trí thượng đỉnh và đo ngoài xương, tức là khi mà đầu to đầu nhỏ gì đó. Tại bây giờ nó có cái di ca, nhớ không, di ca là người ta bắt làm cái bảng HC mà dưới trường HD là đầu nhỏ đó, mà thực tế là cái di ca dùng cái đó không đủ để coi có hình dạng mặt dẹt rồi có giãn nội thất rồi quan hóa nội thất nữa, chứ còn một cái đầu không đủ tiêu chuẩn đâu. Rồi bên sở y tế người ta bắt các bệnh viện không có các bản tham chiếu của cái đầu nhập cái dica, cái đầu dịch dica đi về á. Rồi cái này cái móc của đo của bụng nè, thì sao cái này đo bụng á, để tí nữa mình đo cái triệu sản mà ngực á, ngực bụng á, để mình đo tỷ lệ, cho nên mình phải làm cái đúng đo ngoài da ha, ngoài da ha. Cái này nó hơi bất cập cái chỗ là đo trong cái gì cái bệnh lý phụ thai á, bụng nước luôn phải đo ngoài, đó là không đúng. Đó, các em phải cái đó thường là phải lấy cái chu vi bụng bình thường tham chiếu với cái ngực đó trong bản tham chiếu, chứ không lấy đo tỷ lệ được.
tại vì bụng chà bá bụng dày sao mà em lấy cái lông được bình thường thì nó được thiểu sản rồi, nó tỷ lệ rồi nó nhỏ xíu à. Rồi này quan trọng là này trong trong cái thiểu sản ngực là phải đo được cái chu vi ngực trên vô bụng nè, ngực là đo ngoài xương nha. Bây giờ cái tiêu chuẩn rất là chính xác, ngày xưa nó đo cho trong xương, bây giờ cái tiêu chuẩn mới bây giờ nó bắt mình đo đúng rồi, nó mất rồi không, mà cắt tại vị trí bốn buồng tim nha, bốn buồng tim cụt ngắn nha, cụt ngắn nè, hay cụt bốn buồng tim cụt ngắn không phải cụt dài đâu, bốn buồng tim mà cụt ngắn, bốn buồng tim cụt dài nữa là bốn buồng tim dưới sườn đó, là bốn tim dưới mỏng nè, cụt ngắn cho nên là đo ngoài da nè, có những hình cái cách đo cho chuẩn. Rồi xương bàn chân thì nó đo là sao, để nói chỉ là xương đùi trên xương bàn chân á, thì đo cái ngón cái trên gót chân thì gót chân luôn nha. Rồi chỉ này xương thường cái xương ngón cái nó dài hơn, cái xương nó dựa nó bốn, cho nên là nó ba nó hai, cho nên ta đo ngón cái nè. Rồi những cái bảng tham chiếu này là sao xương ngắn dưới là lấy dưới bảng thứ ba luôn, thì là nó còn nhỏ nhiều ha, mình tiêu chuẩn mình chẳng đó là lấy dưới năm thôi. Bạn này nó dưới ba, là nhỏ nhiều. Mà bây giờ biết cái xưa nè, ở trong máy trong bản cái xưa mới tất cả đều có con số cụ thể hết, xương chạy xương nát cũng xương quay là nó có hết à, có bao nhiêu phần trăm được hai, nó không bị một, nó không bị luôn, nó không bị nè. Này cái điều ba mốc ba này hồi xưa là cái nghiên cứu này cũng một cái một hai là khác rồi, cái chuyện nó làm hơi sai cái này bản trong sách thì cũng biết ra đó. Sách nó cũng làm cũ, lấy cũ cần mình giờ mình có máy nó làm hết rồi. Nhưng xưa chẳng nhớ, là chỉ cái cách thì mình chiếu rồi mình tham chiếu thôi. Rồi 50 là trung bình ha, 97 là dài lắm á. Cái này là xương gì? Nhớ tiếng Anh nha, con máy nó cài mình rớt ở tiếng tiếng Tây này, nó là xương cụ này, nó đỡ là xương quay ha. Thì nên nó cài con máy hết rồi. Rồi cái xương mình chân nó có luôn đó, lên là xương chân. Tức là những cái bảng này đều có được ra cứu hết á. Phim mới là xương đùi, đi ba là xương chày, phim lơ là xương bát ha. Trong cái công bản máy mình có tiếng Việt nha. Tại máy mình toàn máy nhập thôi, không có máy nào tiếng Việt hết. Không có cái từ xương đùi kia rồi. Là có thể đúng cái xương đi ba, là phải đúng cái xương chày á. Là xương đùi chân cũng mới xương ba. Đây là những cái gì, cái bản thân chiếu thôi. Xương quang, xương chân của cái tay này khi làm. Mình đo đạt là mình ấy rồi, cái cách để mà mình ấy thôi, cách để mà mình làm thôi. Không có nhớ gì, không nhớ là không có cần nhớ. Rồi đầu thì nó hình dạng đầu bình thường nè, ngay mặt cách cái đầu á thì thường á mình đo ở xương đầu nè, dạng xương đầu nó đều nhau rồi ha, nó có những cái đường khớp rồi không ha, mình đo cái xương đầu thôi chứ không phải mình đo chu vi đầu nha. Xương đầu thì đo chu vi đầu là còn thấy nó không bên thì quy chuẩn lắm, nhưng cũng có tiền liệu rồi cho mình có phòng là hết bên cũng còn cũng được mà nè, thấy hai cái đường khớp rồi không, nó móc liên tục thì nó là xương bình thường rồi. Đây đây chỉ có hình dạng đầu nè, thì cái đầu bình thường á là mình không có thấy cái phần trên này nè, không sát mà nó sợ xương rồi, mua não không thấy, tí nữa phần sau mình coi cái bệnh này bị giảm một độ xương, cái dùng này mình thấy toàn bộ mô xương luôn á, là mua não trong đó thì đó là mình giảm một độ xương, cho nên cái này là cái bờ xương này để mình đang coi cái đầu bình thường, cái đầu xương bình thường, cho mình thấy cái đường khớp này, cái hình giải phẫu người á là cái xương người đó mình thấy rồi đó, đó thấy rồi ha. Cái này là không có được nó đóng phức sớm á, thường thì cái đầu nó thường nó bự ra hơn, bây giờ mất quy tiên luôn nè, nhưng quan tâm chỗ này nè, đóng phức sớm là liên quan đến bệnh mà chậm tiến thần 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 bụng đầu á. Đây là bụng nè, đây là cái đai chu vi bụng nè, để mình làm tiếng mình làm không ngọt thì cũng sẽ làm ngực, thì cách đo là bụng đây là ngực nè, mình đo ngoài xương nha. Cái cách cắt này á, để cái hình chủng này á phải xoay cái đầu dò nữa lắm, chứ không đặt được cái đường điện đâu, tại vì cái hai cái xương này xuống một xương không, chứ mình làm mà không chuẩn là thứ hai ba cái xương được, không đúng. Đây là có một xương nè, mỗi bên mình cắt sao á, thấy một xương, người ta đi dạy cũng diễn như vậy, cái bà cắt cũng sai nè, tại vì không có đủ thời gian làm, cố gắng làm luôn, buổi làm rất là nhiều ca, mình cắt cũng có cái cũng không có chuẩn gì đâu, thì khi hình nó dạy phải sao có cái chuẩn chứ. Rồi cái hai xương, hai xương, hai con xương của nó này là da nè, nên đo lên ngoài xương nè, cái hình này là phải làm như đúng như vậy đó, để khi mà đo cái vui được vô bụng nó mà làm cái tỷ lệ xương lồng ngực đó. Rồi xương bình thường thì là cái xương nào, xương trước là sát xương và xương chạy nè, đúng không, thì xương mát nè, thì xương đùi nè, nhớ xương đùi nha, phải đo thẳng về nha, em làm xương đùi là không có, mà đo xương đùi người ta chỉ cần ở gần đầu giò mình, ví dụ mình cắt đầu giò cái hai cái xương, mà xương nào gần cái đầu giò khoảng cách cái đầu giò là thôi, là xương đó mình đo
vì do cái xương xa đầu giò nó sẽ làm cắt 1 mm, nó làm ngắn 1 mm vì nó cong á, cái đẹp thấp nó sẽ cong. Đây hướng bằng chân luôn, thẳng đây hướng bằng chân luôn bình thường á, cái hai xương là không thấy được cái bàn chân luôn. Để tiếp nữa mình qua cái chân thèo á, mình sẽ biết cái bàn chân bình thường á là nó không có cái cẳng chân, thấy thấy hai xương thì thấy cái mặt mặt bên của xương chân thôi, chứ còn nếu mà kêu bằng chân thèo chỗ này nó sẽ thấy luôn một mặt, thấy nguyên mặt bằng chân và thấy luôn hai xương chân, thì cái đó là trong cái chân thèo ha. Đây là hình ảnh cuộc sống mà đi đạt là hai thành sống ở giữa rồi cái thành sống hai bờ, cái đầu nó ở giữa ở cuộc sống hai bên này ha, đều đạt luôn. Thì cái này á, em cắt cái này á, nó có ý nghĩa trong trường hợp là bị gì thì trẻ đâu cuộc sống mà nó có tính hướng luôn nè, những cái bất thường nó có thường đơn lẻ thôi, chứ không có bất thường tập hợp chứng á. Thì ra nhiều khi mình làm đúng bắt cắt gì thì sao bắt gì được mấy cái đó. Đây là cái xương sườn ha, xương sườn. Đây là một cái xương bình thường ha. Đây là một cái xương mũi đây, cái mặt cắt này là tí nữa nó ra với cái trường hợp với bình thường là bệnh lý nặng nè. Và cắt đầu vai nè. Thì mặt cắt này là đúng nghĩa là em này hơi đen. Em thấy luôn cái thể chai nó của nó là phần mở gối phần lò thì đủ luôn. Cái phần của nó cũng có thể chai. Và thấy luôn một phần nửa của thì dọc luôn. Mà cái mặt cắt profile này á là em cắt là cái bao giờ nó tráng xương mũi nó phải cùng cái cằm của nó cái hàm dưới. Đây là cái xương hàm trên nè. Thì cái này sau cái này là cái xương hàm trên, còn sau là cái xương không cái mềm nè. Cái này là cái xương hàm dưới nè ha. Cái điểm ngoài xương hàm dưới với gốc xương trán của nó phải nằm trong đường thẳng. Nếu mà nó thụt đè là cái trường hợp mà gọi là cầm nhỏ đó. Cầm lẹm mới đã. Rồi cầm nhỏ thì chỉ cầm nhỏ nữa, tại trong cái bệnh lý cầm nhỏ nó rất là nặng nề. Cầm nhỏ là cái hàm nó nhỏ luôn á, trong hàm nhỏ. Cầm lẹm nhẹ thì không sao á. Nhưng mà cái hàm nhỏ là liên quan đến chuyện hô hấp, chuyện mũi cục phía sau. Đây một cặp xương này ha, này xương gì? Cái xương này xương gì? Xương là thấp hơn là xương quay, xương là cao hơn là xương tụ chứ. Thấy cổ tay như này đúng không? Thì xương này nó cao hơn á. Nó trên hơn xương tụ. Xương tụ thì xương quay. Xương quay nó có một phần quay này không? Này ngón tay. Rồi xương đòn ra, xương đòn giống cái xương mình thấy không? Khi đo xương đòn á, cũng cần thiết lắm nhưng mà coi hình dạng thôi. Cũng hai đầu xương, này xương vai nè, xương vai cái hàm nhét này. Rồi, này nãy có nói cái hồn trong tâm ấy có dịch ngữ nè. Nó dùng tiếng Anh cũng mô tả luôn. Miro là giống toàn bộ chi nha. Miro là gần gần chi. Miro là tung, cái miro là tung nhưng nó gần giữa chi nè. Acro là xa. Có bốn cái thuật ngữ này nhớ đi thôi. Tại vì cái này á, nó để cho mình đọc sách giống gì hết trơn á. Khi nó nói được ngữ này ta không cần nói là gắn toàn bụng chi nó dài dòng đâu. Khi miro mê ra. Rồi cái đó giữ chỉ là chỉ số nè. Rồi bây giờ mình đi làm cái gì, mình làm cái đây nè. Mình đi đo này được có nghĩa là làm gì. DC trên DC là gì? Chu vi gần trên chu vi bụng dưới thân bụng xấu đúng không? Bây giờ mình đang làm đo cái này nè. Chuyển sản phổi ngày chết. Đó là cái này cái điều chỉnh mình làm để nãy giờ mình trả lời cái mục tiêu ở trên đó. Rồi thì bình thường cho ở đây nè. Hồi xưa rồi mình cũng bạn cũ rồi, cứ không phải táo là bình thường nhưng mà ta nói cái nặng lý nặng là 0.6. Nhưng mà trường hợp này nó có bụng bự nhưng mà trong hợp mà bị phù thai á, mình đo vậy có được, mình dùng cái bảng luôn. Cái bảng nó không bị cái chu vi ngực nó cái bảng ha. Mình ứng như đó chứ không có đặt gì đâu, nó không chính xác thì cái chu vi ngực bình thường mà bụng nó quá to ra 0.6 nè. Nên là đó cái chỉ số này là quan trọng nhất nè, mới gây chết nè. À, cái bệnh lý nặng hồi xưa á, khi làm xương ngắn nó phải làm như thế này. Tại xương ngắn bình thường đơn thuần không có đứa nhỏ tí nào phát triển đường sống được nhưng mà nó bị thể hướng thì nó sẽ bị sao phổi. Rồi tạo vô cái bệnh xương ha. Bệnh xương hiếm gặp lắm, khổ một cái người nghèo mà hiếm không có nhiều, cái đơn lẻ gặp nhiều hơn cái việc này.
Nè tầm suất này thấy khủng khiếp không? Tầm đột biến gen nè. Đồng phòng tử thì thấy sớm. Đồng tử là 14 tháng 6 tầng là xung điện nhắn là thấy sớm. Chỉ tầm 13 luôn, không phải 5 luôn nha. Để đại định nghĩa là dưới 5, thì mình khi sớm nó dưới 5 luôn. Nè bắt đầu mình thấy mô tả cái xương nè. Vậy này ngắn xương chi động gần rồi nãy là gì? Cái từ đó mình dùng cái từ nãy đó. Ngắn chi động gần. Khi mà tôi sách người ta không ghi đâu, mình đang mình đi tiếng Việt để cho ấy cái sách người ta ghi cái từ từ ngữ luôn. Rồi miro rizomere ha, cái nói vậy đó, nó sẽ ghi vậy đó, rizomere. Cái tập của nó vậy đó. Rồi ngắn chi động gần, động gần điều gần thì là xương đùi, xương cánh tay á là xương động gần ha. Rồi diệt tử thì xương nó ngắn ở phát vị thứ ba và khoảng 18 đến 16 âm tần, có nói trả hơn 65 tần bên trung bình này rồi. Cái từ xương âm này nó chung cho cái việc đồng tử và diễn tử luôn, nhưng mà xương đùi thì cái hình ảnh của nó xương đùi nó cong nhẹ thôi, bàn dạng động diễn ba bốn chứ cái hình coi là cán giò diễn sẵn mặt, còn bữa sẹp là cái hình để mình nhìn xương hầm dưới động. Cái này thì thường với cái xương dưới động thì mình đo, bây giờ nó cái phần sau này về bệnh chứ bệnh lý hạch mặt nó có cách đo xương hàm còn sống ưỡn quá mức đây. Rồi cái này là sản này tiến đã thì bình thường lòng ngực thì có thể nhỏ không, dạ nó thấp bên có thể có không, nhưng mà các bạn cái này nè mình thấy được nè, để ra nó chất lượng cuộc sống nó giảm là vậy nè, để cái này nè, nếu mình đang thấy cái vụ này chắc trẻ bị sống gây dung thở đột quỵ nè, rồi nó cao gì không cao đâu, cái đứa mà mình đây là cái đứa nào đúng rồi đồng diện tử á, diện tử nó lớn này nè, nó lùn quá trời lùn luôn nè, rồi còn cái dạng hộp tử nó chết trong 2 năm đầu đời rồi. Nó đã chết sau thai chồng thai trong đầu, đã chết mất rồi, đã chết thành dạng đồng tử, là dạng đồng tử nó nặng. Rồi tới cái phần này là phần cái bệnh khác nữa là sụn vô bất sản, sụn vô để nó loạn sản cho bất sản. Chỉ là bệnh lý gây chết nè, cái ngắn toàn bộ sớm là chỉ là rất là hiếm, tăng vừa nhiều ca mà. Không thay 3 đến nhân lên 2 ca, được nhiều trong 100 ngàn luôn á. Cho nên rất bệnh là hiếm lắm nè. Đầu to không tương xứng. Ủa hình như cái hình mất hình rồi, mất hình mấy em coi. Mất hình rồi. Có mất hình luôn ta? Đó. Không, nó chạy hình xuống kia, ta có mấy này. Nó ở kia kia nó chạy được, mà nó mất hình được coi, ví dụ không? Tức là nó đi cái slide vậy, nó thấy nè, nó ra được, mà sao nó chiếu rồi mất. Đây là có hình ví dụ phát tim, được không? Đây đang không? Đang vô là một bữa sẹp luôn. Nó giữa nè không? Đây thì này nó ba bốn dạng này. Sao trình đoạn trắng vô? Nó gồ ra sao? Nó gồ ra nè, cái trán này có mũi đồng đây nè. Thì mình thấy cái đường đồng thẳng này nó vuông ra ra khỏi luôn rồi không? Nè, trán mũi nè. Này nó vuông ra khỏi, nó gồ ra luôn rồi. Khó chịu khó lắm, dù bự thì thấy được thì cái nhẹ nhỏ khó. Có mũi cái nhẹ cũng rất là sâu nè. Thường là đau cái đầu nó bự lắm. Cái đầu thì nó bự lắm, cái này được đỉnh có dụng bự hết. Tim thì ngắn và được đỉnh thì trên tới 95 cho bác sĩ. Rồi, cái ca này nè. Bệnh lý gây chết, nó cũng lấy luôn. Nó bị từ nhỏ, nó bị sớm thì sớm nè. Đây không phát triển được do tiểu sữa rồi mình, cái nào mà chết là do tiểu sữa mình siêu hấp hết. Mình nói đây, nó nhỏ xíu một siêu rồi nó phát hiện sớm luôn nè. Ngắn tàu một chi, ngắn thân luôn rồi, ngắn tàu một chi luôn rồi. Đầu thì quá to luôn, nhỏ kỹ luôn. Cái đầu nó giảm độ xương hồi nãy, độ xương đầu thì sao mình thấy nó mua đảo bên trong cái phần dưới ngoài xương sọ đó. Để mình nói cái điều kiện bình thường rồi đó. Rồi nó lại dạng nặng, thấy được là tử vong rồi mà nó hiếm nha. Tức là trong quý 1 đã nhìn ra được rồi đó. Nó không thay nữa. Còn bệnh lý khác nè. Còn sản ra cho con phải biết nữa nè. Rất là hiếm không là không. Cũng bị dì đen luôn. Nói chung là cái chung chung nhất đó là nó gì, nó hẹp động ngực nè, ngắn hết toàn bộ xương luôn, ngắn nặng nè, xong rồi hẹp động ngực là những cái điều kiện chẳng lóng xương nè, cũng cán vô nè, cho nên cái mình những cái xương nó chồng lóng lên nhau lắm, xương đùi thì cong,
và xương sọ hình chấm chuồng thì lá chuồng là để nó có trường hợp là cái mức đỉnh nó có y giống giống cà nãy không, mà cái này nặng hơn là cắn vô nè, còn mũi xẹp lấy thấp sâu nè, đảo gấp luôn á. Cái này là kinh dạng dạng của tay cầm điện thoại. Cảm ơn xem. Anh như là cảm nhận đặng mùi nó bình thường cái này nó tan mùi nó tú quá tú. Tú nhân cái đặng mùi của này. Như thế nào đây thì học cảm nhận. Như thế nào mình học học hỏi đúng không? Tiêu tặng luôn cái mùi. Đây là cái bàn tay mà bà cái xương đùi nó tay cầm này, gọi là nó cầm là tay đầu này, cái đầu xương nha. Giảm độ xương, đây là hình như là chụp nè, giảm một độ xương này sao, cứ chụp cái hình nó đen thui rồi, nó không có dày, sợ xương không dày nữa. Bình thường xương bình thường thì nó có màu trắng, nó là chụp sâu xanh á. Cái này mình sâu xanh ra chụp nha, chứ không có chụp trong bụng nha. Rồi cái nhóm tạo xương bắt tròn nè, tại nhóm này là mình quan tâm này ha, thì nó có bốn tiếp ha nè. Tạo xương bắt tròn có bốn tiếp rồi, đi thì cũng phải thường và cũng hiếm gặp luôn ha. Cái này thì có một cái mớ từ rồi có là một ca đó, không mấy cũng có luôn, mang theo là chắc có thời gian chiếu em coi có ca nó gãy xương hết trơn rồi. Rồi nó bốn tiếp nè, cái sợ chung với nó là xương ngắn biến dạng xương, tức là nãy giờ ngồi làm không phân biệt cái gì hết á, xương nào cũng ngắn biến dạng xương, gãy xương mà dạng cũng quá xương hết á. Lung chung của mình đi xương thì như vậy hết á, chủ yếu là cái ngực nè, cái nào gây chết là ngực nhỏ nè, cái này ngực nhỏ do xương sườn gãy hoặc tay xẹp động ngực, tức là cái trường hợp này mà chết là lúc nào ngực cũng bị nhỏ hết á. Ngắn toàn bộ xương nặng biến dạng xương nặng, cái từ chung nó nhất tất cả bệnh lý về xương như vậy hết. Đây nó có chẩn đoán màu xanh nè ha, cái tiết mồi chẩn đoán màu xanh đúng không, cũng bằng màu xanh nè, xương giò có thể gãy xương kẹo một sóng tiếp. Cái này á, cái tạo xương bất tò này nè thì là có bốn tiếp, nhưng mà khi mà làm tiền sản á, mình không thấy hết được tất cả các loại nha, cho nên là sao sau xanh mới biết á, thì người ta cũng không có chỉ thường mình được, nhưng mình mới biết là các loại sau xanh cho nó đường nè, để ra nó mới dậy gãy xương nè, mới mẹ một sóng này ha. Tới trước xanh mình không thấy, sau xanh cũng không có hiện được. Cái nhóm này nhóm nặng nhất nè, đang chết nè, không tạo xương không sợ, cũng là màu xanh, cũng là màu xanh mà không thấy đâu. Cái này là nó mô tả ra ngoài á, xương sườn gãy nhiều nè, nói chung cái nào cũng gãy xương hết ha. Gãy nhiều cái này tạo xương bất tòn nó mặt lên nó là cái gãy xương, gãy xương nó gập tóc luôn, gãy xương rồi nó cao xương lại gập tóc. Rồi cái nhóm hai là cái nhóm mà trong bụng mình thấy nè. Rồi cái nhóm bốn là sao, sao xanh nữa thì cái nhóm một, bốn là nhóm sao xanh nè, gãy xương nhẹ nè, xương này cũng mặt bình thường, gãy nhẹ thôi, xương chỉ là cái xương này cái nhóm bốn là tiêu lượng tốt á. Rồi cũng là màu xanh này, cái này là con mắt của bên ngoài này, cái này giác mạc cái màu xanh hết nè, xanh blue á, màu blue á, màu xanh nè. Này mình lấy hình sâu xanh ra chứ không phải là mình chụp được siêu âm như sao mới chụp được tăng leo, thấy hình gì á, siêu âm hai màu đen trắng này đó, thấy không, bị dạng nặng nè, tay chân nó gãy xương nè, thấy nó gãy xương không, gãy xương nè, gãy xương nó tọc tóc rồi hết rồi, nó gãy từng đoạn này nó đứt rời ra nè. Đó, gãy xương rồi giảm độ xương luôn, xương đen xương nó không còn gãy cho sáng nữa, còn dày lên được không, dày mà. Cho nên nó nổi bật cái tạo xương toàn là gãy xương mà xương biến dạng ha. Nhưng mà không phải cái nào mình cũng không phải cái nào cũng thấy hết ha. Rồi cái này là giảm độ xương đầu này thấy không, thì chung chung cái này những cái bệnh gì xương á, nó nổi bật lên là giảm độ xương, rồi gãy xương biến dạng xương, rồi xương ngắn đó, chung hết cái gì anh đặt chung là khi chẩn đoán là loạn sản xương luôn. Nếu bị nhiều giống nào thì em đi nhiều vụ gãy xương nó bắt lên đặt tạo xương toàn nè. Còn giống này thì nãy giờ nói sao chỉ cái đầu nãy dưới thấy cái sọc sọ nè, thấy cái xương đầu thấy không, không thấy là không, cái da đầu không thấy cái xương đầu hết trơn. Cái
này thấy rõ nè, này chẳng nói này thầy cho nó được những cái da cho cái não luôn, thấy cái xương này thôi, thì cái vùng não cái vùng gần đầu giờ thấy hết trơn nè, ca này là vùng nó rõ lắm, rõ nét á, khi mà sách vở mà y văn bây giờ để ca những hình hết trơn á, rồi cái ca này cũng nên né nè, nó giảm tiêu hóa toàn bộ xương từ xương đầu thôi, rồi tứ chi ngắn gãy không gãy đoạn xương nhưng mà giảm toàn bộ xương, này chẳng nói thì dùng cái gì xét nghiệm đường nè. Giảm lượng cao pha trong xanh nó chẳng đó là cái chất ăn trong kali phốt phát nè, nhưng mà cũng nổi bật lên sao giảm mức độ xương ha, giảm phân hóa và nhắn chi nè, cực nhỏ nè đó, cái bình xương nó chỉ nổi bật lên vậy không, là nó không có một cái gọi là một cái gọi là riêng lẻ hết đâu đó, nên nó hiểu cái này kia cái nào tội hơn thì nghiệm nhiều thôi, chứ không có hình ảnh mà cái này khác cái kia hẳn đâu, nó gãy xương này không, nó giảm mức độ xương này, này giảm mức độ xương không, giảm mật độ xương là cái xương này nó bị đen nè, cái vỏ xương đen thui rồi màu đen hết rồi giảm á, rồi cái đầu cũng vậy nè, cái đầu cũng có xương nhưng mà nó kém kém, nó không có dày sáng, mình thường thường cái xương nó dày sáng lên, cái này là cái một bệnh khác nữa. Mà nãy giờ đó mình nhiều xương nhiều mảnh kính đi kèm gì của cái này nè, còn cái khớp bẩm sinh thôi, cái này là cái cơ mình cơ thì cái này nó cũng chiếm rộng nè, nhưng mấy cái này đều thấy hết, đều làm luôn xong đều thấy hết nè, 310.000 nói chung là tỷ lệ 10.000 cao hơn cho tất cả các loại nhiều xương là như vậy hết á, định mà phối hợp xương là bao giờ vậy, có bên là tên nó rất là hiếm gặp đây, cứng khớp đối xứng tứ chi thường hai chi dưới hoặc hai chi trên, hay trên phía dưới thì nó vũ thẳng luôn, hay trên nhiều khi nó bắt kéo qua cái ngực tung bơ, nó cũng nói vậy đó, đây nó kèm theo nè, đè ói hạch chỉ ói thường là thấy đau ói nhiều hơn thì nó cứng khớp, nó uống cứng cả hàm luôn, uống cũng được, nó đau ói là nhiều hơn nè, thì bao giờ cái tập cũng phải đi kèm với bất thường hết, là bất thường tim, bất thường tim ngưng, nói chung là có tập thì chị kiếm thêm những cái tập khác hết, thì cái này á người ta chứng biết thai kỳ ha, thường chứng biết thai kỳ điều ra mình không có mổ đâu. Nè, thấy cái chân này này làm mình vươn lên nào đây, đây cũng điện nha, làm rồi đẻ rồi đi chụp hình luôn, cái này có chụp hình xong nó cứng nhắc luôn nè, nó dụ thẳng luôn, thêm cái chân với bài chân nằm lên một như một thẳng luôn nè, nên nó dụ thẳng luôn, cái này á nếu mà hình sớm thì đẻ được, chứ đẻ ra vẫn gãy xương nha, chứ còn trả không đẻ được, để mà họ thai là phải mổ ra đó, mà mổ ra cũng gãy tầm lum hết, ca nào lên kiểm tra là gãy hết, có một đợt là liên tục mấy ca luôn, đi chụp hình đi về thấy nè, thấy chân cứ nằm vậy đó, nó lột da này xíu này khoảng như là nó cầm nó cũng nhỏ hơn người nó tập khác, cái này cái thiết thời kỳ của mình bị nha, đi chụp hình lại tay nó vậy, nó cứng nhắc cứng ngơ hết vậy đó, nó cứ gãy cái tay, nó cứ bị gãy tay, cái này nó chụp hình đó rồi là nó gãy tay nữa, gãy xương, cái này nó không chụp nhưng mà có một ca khác thì nó còn sống nhưng mà nó gãy tay rồi sao nó cũng mất luôn à, nó bị xương hấp, thì cái này đó là em chẳng nói là thấy nó nằm nặng ơ rồi, thường nó ói rất là nhiều, nằm trong trường hợp thường nó ói rất là nhiều nó uống được á, cho nên nó ói rất là nhiều luôn á, nó nằm thẳng hết cái chân nó không thấy cử động thôi, cho nên khi làm một cái thai mà thấy nó cử động là phải cho nhân ra ngoài đi tới luôn coi, nó cứng có những cứng cái khớp riêng lẻ, tại vì cái này mình mổ được đâu, nó bị nguyên cái cơ luôn, nên là khớp và cơ luôn, cho nên là em thần kinh luôn á, cho nên không có mổ được đâu, nó ra nó tàn tật, là một người cứng vậy sao đây nhiều nó về, nó cứ đưa chân lên trời đi về tay nó cũng cầm được, chứ cái này là chẩn đoán cho đúng thì bỏ thai chứ không có để. Đây là một bệnh về xương khác nữa nè, tại vì chỉ lấy một số bệnh để cho mấy em biết có số bệnh xương như vậy thôi, chứ không có lấy được, tại vì bạn dưới đây có cho một tạm phụ lục là quá trình bệnh xương luôn, xong rồi thấy cái triệu chứng thì mình ấy vô, mình coi cái triệu chứng có xương nào mình gợi ý thôi, chứ cũng ai biểu mình làm cái xương tới cái mức đó hết á, mình chỉ là chẳng nói là xương thôi, nhưng mà là khi làm có được quy trình làm bao giờ cũng phải đo cái lồng ngực hết á, đo đúng cách xương và ứng mắt không vậy và mật độ xương và cái có gãy xương hay không phải được ghi nhận. Cái cách làm cái bước xương như vậy, cái phần công tác có nói tới này, hay là khi làm cái xương mà nó quá nhiều dày mà để chống đó riêng một cái nào thì không có nói được thì phải chống đó tình tự như vậy, nên cũng giống không cũng giảm mật độ xương cũng gãy xương này, nó nói đi nói lại cứ lặp đi lặp lại thôi. Nó kèm theo là thường bị bất thường khá là trẻ một hồi nè, ước tạo bất thường tim là khi mà làm cái người thay bất thường mình xương đó, thay bất thường cái gì khác nên coi toàn bộ hết đây. Này này xin hấp dẫn sẽ thiếu quẩy các bạn này, đây bây giờ bất thường chân tay đi lẻ nè, tay khèo nè, thấy tay khèo tay duỗi gập góc đúng 90 độ so với người, tôi thấy là tung trên cái tay với bàn tay tung trên thôi,
chân kèm chạy mát cùng mặt với mặt xương bàn chân, bắt sản xương quay là bắt xương quay, bắt ngón cái, bắt tay bàn tay kèo, cái xương bắt thường, rồi mất động chi thường như hồi chiếc dây dính, mất động chi là thường mình không có khó chuyện đó, mình bỏ sót là lý do là mình quên, làm hồi cái bàn tay nó giấu ở đâu đó không kiếm ra thôi, chứ cái mất chi nó không có khó, mất là mất cái nguyên cái đoạn bàn tay, mình xa chi á, cái thằng bàn chân hay là bàn tay nguyên cái chân luôn cũng có nữa, nhưng mà thường cái thai này nó rất là giống như nó dậy nó sao á, nó bị tật rồi nó giấu á, mình nhiều dương bị ca rồi. Đi vô làm không thấy cái gì thôi, nó mất người cái chân. Mất cái chân là do là làm nắm người làm luôn. Mà cái so với cái bụi bên trên, người dưới nó cùng đẻ ra có một cái chân dưới á. Cái chân trời chân dưới thấy. Là đi bằng cái tới cái mông là hết chân, nó không bao giờ nó mở ra hết. Nó làm như thế nào người ta đo được xương đùi hết á. Mà chỉ có một bên thôi. Cái bên kia nó làm sắp á, không thấy. Cho nên mất chi là mình bỏ sót là do mình không coi hết thôi. Đây xương sườn gắn này ha, xương sườn nó không bao hết lấy cái phần ngoài của cái xương nè. Nhưng mà khi mình đo mình thấy cái xương mà cái nhỏ đó, nó có bản hết. Đây mấy cái phần xương gắn xương này, đây là mẹ phần xương không. Cái xương này nó giảm, cái xương nó giảm rồi, còn cái da nó cái xương này nó giảm nè. Xong phần mô não bên trong mình thấy luôn, thấy cái não thức bên rõ luôn nè, mình thường nó bên rất là mờ thấy. Đây. Cong xương đùi nè, không? Đó cái tiết đi chi tiết xương đùi cong bên bình thường nè. Đây, gãy xương nè, đó gãy xương nó móc xương nè, đó. Nó gặp góc xương luôn á, nó khai xương nè, rồi. Cái này chân khèo. Mấy cái chân đơn lẻ này nè, phải để ý như thế nha. Chỉ khi cái thằng bụng nó cong á, nó hay nằm dày, phải cho bệnh nhân đắp qua đắp lại đi rồi giữ lại cái tư thế, hoặc giữ lại không có nằm một tư thế, đẩy qua lại thì dễ hơn là chụp bóng đê nữa, bóng đê giờ thấy lắm. Chụp qua bóng đê thì cái hình nó nhìn ra dễ dàng. Đúng là chân là bây giờ không sao. Cái cảnh trên cái bàn chân khi hình là một sẵn đó, nó lật vào trong là hướng chân bây giờ lật vào trong là con cái nằm phía trên. Kèo thì có thể theo một bên, theo bên thường nó bị thiên nó khác, nhưng mà cái những cái đơn lẻ này ta điều chặt những cái thể hết, rồi chặt ó làm những thể hết để coi nó có tiền thể hay không, nó không phải là kèo chân thôi. Còn cái này thì không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó nằm trong cái sai nâng gấp, nghĩa là hai ngón một với ngón hai nó hẻ ra, nó che á, thì nó nằm trong cái trường hợp mà bị đau á. Đau thì gọi ý đi kiếm theo rồi đó. Nhưng mà cái này nó giống như nó chủ quan lắm. Ủa, xác này bắt hẳn xung quay là hình ảnh này đúng không? Đây, đọc chỉ ngón tay nó bắt cái xung quay luôn nha. Còn xung trụ nè, còn bốn ngón bắt cái xương cái ngón tay gì phía xung quay là nó cái không cương rồi đó. Tay gì đâu có làm được gì đâu. Tay này nó không mổ sẽ gì hết. Cái đọc gì là cái nhắc luôn á. Cái khớp nó không bao giờ cứ đậu cái tay nó vậy, còn tay nó không nắm được luôn. Rồi như cái tay này bỏ nè ha. Đây là dương ngón thì được coi hai loại, dương ngón cái, dương út thôi. Dương ngón thì thực ra nó hay nằm trong những cái bệnh binh lý bất thường khác. Chứ mình đơn lẻ thì không sao hết, tại vì nó bất thường gì cái gen nhỏ nhỏ trong đó thôi. Mà nó không ảnh hưởng đến chức năng gì hết thì không sao. Rồi, dương cái hai khía, ngón cái, dương út thì kiếm dương ngón là coi cái bên út hoặc bên ngón cái. Có thể là dương một số ngón thành ngón luôn, tức là không phải dương một cái ngón ngắn vậy mà nguyên một ngón thứ sáu luôn vậy. Thì điểm ngón đó, điểm ngón này dính ngón nè ha. Rồi cái này là ngón tay nó cong thôi, nó nằm trong đau này, còn dính đau đó coi cái đó thì ngón tay ấy nó cong lại, xương nó cong lại đó. Thì cái này là cái bất thường giống như mình nằm trong cái tầm sóng đau thôi chứ không có ấy. Rồi cái hình chân khèo của mình làm được không, thấy một thẳng và thấy nguyên cái bàn chân cái đó là khèo đó, cái tay nó cứng rồi. Rồi cái này là cái gì trẻ đôi giữa thành ngón sống nè, nửa thân ngón sống này, có nghĩa là thân ngón sống nó lại đây còn nguyên nửa cái, được không? Cái nửa thân nó này chụp hình này, nửa thân ngón sống thì nó làm cho người ta gù nhẹ thôi, chứ không có bị ấy thôi, gù nhẹ nhẹ chứ không có bị ảnh hưởng đến tủy sống thôi nha. Thì mình thấy học sinh vẫn chụp hình thì những người bị nửa thân ngón sống bình thường, không ảnh hưởng đến tủy. Rồi nửa sống này, chạy một sống thôi. Đây này gù nè, đó gù là mình tập tóc cuộc sống cao lên tóc tập nhiệt. Mình cái gù quẹo này nè, em làm trong cái trường hợp là xương bị cái bất thường mà bay sẽ tới gần ly á, là nó gặp nhiều lắm, nhưng nó bỏ hai thì những cái tuần là này mẹ là tư thế là ha, cắt corona. Rồi đây u quái cùng cục là cái u nằm xương cục và không hợp cái thước phù thai cái thứ thôi. Thì bị đau mỏng cực thôi, cái này thì nói chung là u bự quá thì nó cũng liên quan thần kinh, cái vùng này là cái vùng mà ấy sẽ tư vấn. Thường thường bây giờ thai mà những cái liên quan mổ thì đã có cái phần đi đầu hậu quả tư vấn hết, là mình lấy gì luôn những cái quá bự gì có hậu mổ được không ha, mình xuất hiện đi rồi người ta làm cho mình chứ mình cũng có ôm đầu gì hết.
bổ mà nó ra nó liền thì nọ thì người gia đình người ta cắt hết thì tiền thôi. Đây cái này là cái mà hội chứng này mà nó bây giờ nó rõ hơn trước có làm thì năm 2014 có làm thì chưa sắp dẫn chưa có rõ ràng nên mình làm cũng còn hơi chưa nắm của tiêu chuẩn nhưng bây giờ làm thì gặp nhiều cao rồi nhưng mình bị nó làm nhiều cao này. Cái này hội chứng này hình nhỏ rồi tỷ số đường kính trước sau hàm dưới và đường kính lưỡng đỉnh trước sau hàm dưới và đường kính đỉnh phải đo được ha hàm nhỏ chẩn đoán dưới 3 thì cái tỷ số này nè nó chẩn đoán được rất cao nó nhảy lên 100 mà đặc hiệu chưa nhưng điều đặc hiệu nó có 98% là gần như còn đi cho tiêu chuẩn nó chẩn đoán gần hết rồi đó rồi định lý liên quan hút vào hô hấp dư họng nặng nề chẩn đoán cái dạng hàm nhỏ chạy không phải tụt lưỡi đây nói vậy chứ trẻ ra khổ lắm đây nè đo hàm dưới thì là hàm dưới là đo chỗ nào đây cái cách đo nè lại đầu đây nè phải chụp cái hàm dưới của tối đa ha này với tỷ số gì nhân cho lưỡng đỉnh nhân trăm hàm dưới và lưỡng đỉnh đơn vị giống nhau nằm mm thì dưới mm em nhân chia cho trăm chia nó tỷ lệ này nhân trăm mới ra phần trăm nè vậy là cái đường hầm ba thì dưới hầm ba thì là hầm nhỏ ha phải là cho đúng thôi tao thì bé nó vừa tối đa cái số đo nè chỗ này nè đó thôi qua đâu chỉ là đường tỉnh nha, đường tỉnh. Đây, cấp hàm là thấy cấp hàm khe qua đâu thì đây sáu hàm tới đây. Cấp đầu vậy đó. Cũng có cấp hạt nữa để coi hàm nhỏ đây. Cách mà làm, cách mà làm á, mà chẳng đó mà thấy là lâm sàng dễ chấp nhận hơn, khỏi nhớ hình thức á. Thì đây là làm cho đỡ lâm sàng này, cái này năm 2014 rồi, cái này nó đi vô dĩ bản rồi. Cái hàm nhỏ nè, cái cách tiêu chuẩn nó chăm sóc balanine là họ không làm gì không, nhưng mà thấy hiệu quả. Để mình đo sau buổi tối đa mình thấy hàm trên và hàm dưới nằm cũng một khoảng hàm dưới nằm đây hàm trên nằm đây chụp hình cho to đi đây này nói cho dùng hậu đi chứ nó xấu lắm đây nè đó hàm dưới này ha hàm trên rồi đây mình đây là nào đào ấy là cái này thì 24 đúng không 24 luôn nhưng mà cái đó là cái chẩn đoán hàm nhỏ trong video đang đi nó chỉ nói là sao hàm nhỏ dưới một cái trẻ khổ cái và một cái tụt lưỡi nhưng mà tụt lưỡi chẩn đoán là sao khó ha đây cái đây sách vở không nói nhưng mà làm qua bao nhiêu ca kinh nghiệm đi cái vùng lưỡi tụt nó nằm góc lưỡi nó nằm đây nó nằm trong cái hậu luôn vì sao để ra nó mút không được ăn được nó để ra không nó mút đâu được đâu nó ăn đâu được đâu nó nhỏ vậy á mà cuối cùng nó rất là tệ luôn hay một cái chuyện khác để chẩn đoán nữa nè đây là bộ ca mới nhất mới về đây đang ngồi nằm tại bệnh viện nằm thở đây là 28 rồi đó 29 là mới chẩn đoán đây đang nằm bụng dương thì cái này là do các bạn bệnh nhân này có hai lúc 20 tuần làm rồi nhưng mà không biết làm sao những cái đồng nghiệp của mình về sau không thôi không để ý tới nó nữa nên bên di truyền họ cũng có tư vấn sơ sơ tư vấn không chắc được chứ hàng hai cho bệnh nhân vẫn nuôi thì bây giờ nó cái này lúc bắt lại 35 tuần nè mới lấy số điện thoại mà gặp lại giờ đang nằm bệnh viện được tháng cái này đó ăn đây tháng bệnh viện luôn biết điều ra gì đây nè cái lượng nó thuộc phía sau nè tại cho này có làm cũng 32 tuần là cũng có góc lượng thấp như vậy đó nếu cái tiêu chuẩn này là sách vở có nói nhưng mà làm tự làm cũng bệnh viện thôi cái ca này là biết sao biết chết rồi nó nằm ở trong bệnh viện dương á xong rồi nó chuyển qua nhi đồng nó nằm tới 3 tháng trời rồi nó đi luôn rồi tại lúc đó bệnh viện hỏi thằng mẹ đó nói sao vô nó bệnh viện nói là muốn mổ qua Singapore mổ bệnh viện không kéo hàm được tại vì muốn nguyên tắc làm đó thì cũng nuôi tới một năm rồi kéo hàm ra cái lửa ra chứ không có nằm nghe nó tụt lửa là chết à cho nên cứ phải nằm sắp và nằm nghiêng bạn qua xong là cứ nằm vậy đó trong bệnh viện của Nhi Đồng cái cây này là chết rồi có 3 tháng là chết mất rồi đó cho nên cây này thì không có thắc mắc gì hết cây này là tại vì lúc 30 tuần họ quay lại họ làm nó bên ngoài á thì do đúng cái ngày tôi làm luôn là 30 tuần 3 ngày tôi làm ngày đầu tiên nè có 35 tuần đúng 7 tuần mà đẻ được 3 kg thì sau đó là đã chẩn đoán trước bệnh nhân được tư vấn thì bà này đậu hồi cho nên bà không có bỏ thai thì tại vì cái loại bệnh lý này là diagnosis đó là nó rất là nặng nề tùy dư hậu tức là từ đội 1, đội 2, đội 3 thì cái nào mà nó nặng nề quá thì là luôn không có nổi đâu thì mình cái thực mà kéo hàm của mình là không nổi cái này muốn để nên tư vấn đi đầu của họng ngủ nào thì người ta tính là để chứ không là khổ lắm tại vì cái ca này nằm có 3 tháng ăn lớn trong bệnh viện cũng như đồng một rồi bệnh nhân chết rồi cái đứa nhỏ này chết rồi 24 là lúc là làm lúc 30 tuần lúc 36 tuần nó chết rồi. Thì thường kinh nghiệm lúc á là mình đang làm nhỏ xong mình chuyển qua mình coi này nè cái này không có dễ đâu cắt
giữa, rồi coi cái lúc mà cái hầu của nó buồn đó bình thường, cái hầu mình biết cái hầu bình thường thì cái hầu nó lắp trong cái hầu là như khi mà đẻ ra nó bị chỗ này thôi, không bị hết, hàm nhỏ kệ nó không sao hết, chỉ bị chỗ này tụt xuống vậy, cái đầu nữa là nó tụt xuống cái đường thở và đường ăn luôn, nó ăn chứ không thở được. Thì đó là cái ca, cái cũng được nhiều ca lắm rồi, nhiều cái ca nó to chứ mà mấy cái ca kia nó chết mình làm xong nó bị cái bất thường đi kèm nhiều quá thì mình bỏ thay hết rồi, cho nên không có tính ca này bất thường mỗi cái đó thôi, tay chân bình thường hết. Đây một em bé này nữa, em bé này là mới làm mà còn đang nằm bệnh viện này, cũng là y vậy luôn, thì có làm 20 tuần mà về sau không có ai đọc hết, cho nên có mình đọc cái nó cũng mạnh, thì người ta cứ để cho qua cái lượng nó tụt phía sau nè, ca này nè, đúng ra đó mình sẽ tìm được cái kẻ hầu, sẽ tìm được cái lưỡi gà, nhưng mà lý do là sao cái ca này nó rất là nhỏ cho nên cái lưỡi gà không có dễ đâu, mình biết phải chính đó thì mình không làm được. Đây nó nhỏ lắm, lúc mà nó bị nè cổ đây nó mất một cái lưỡi gà mà cái lưỡi nó tụt phía sau nè, ngắn lắm, cho nên trước mà 20 tuần nó cũng thấy tụt lưỡi, nhưng mình kiếm lưỡi gà không ra thì rất là khó, thì nhỏ xíu à. Đây em bé này là nhìn rất là bình thường, bây giờ cứ ăn nằm sấp và ăn bằng xong, nhưng mà giờ tập từ đời nhưng mà không biết như họ làm sao nữa, thì mình nó nhiễm trùng phổi rồi. Cho nên nó mấy cái tập đơn lẻ này chứ mình vô cùng là nguy hiểm, nếu mà ra bên ngoài nha, người ta đem gì nuôi kêu mình đi nuôi phụ á, tại vì nói ủa bình thường là sao giờ con tôi đẻ ra ăn tôi uống được, đây này là mình đang nuôi nè, hiện tại đang nằm nè, đây là sản phẩm của bệnh nhân không chịu ấy, tư vấn là bệnh nhân không quan tâm, bạn nói cũng có biết nó sơ sơ mà tôi không cần quan tâm, thì tôi nói cuộc đời tôi con gì tôi cũng chấp nhận cái này, còn đứa này chết rồi tôi cũng nhiều đứa lắm. Hồi bị nó không có nhiều, tỷ lệ cũng hiếm gặp lắm, nhưng cái hội chứng này nó khó được đó, nhưng mà chỉ cần câu cái hàm nhỏ là chuyện của lưỡi tụt là cho bệnh nhân một cái tư vấn, tại vì tại cái ca này á, bà mẹ tự nhiên nó mổ xong rồi ông ngày nào cũng ăn lớp trong bệnh viện cho con bú á, cứ nằm ở dưới bệnh viện đâu có giường gì đâu, cái hội cái đá thì cứ tới giờ là cho con bú là chắc sữa ra rồi rửa cái con bệnh viện á, hiện tại gặp bà tội lắm, mà bà cứ hỏi mình chừng nào con mở được ra viện, mà cái này dư hậu không biết sao nó sẽ diễn như đồng nữa, mà bây giờ lúc oxy là tím, nó phải nằm nghiêng thôi, nó không bao giờ nằm ngửa được hết á. Well, cool. Nó chỉ có vậy thôi á. Mà thấy cái vùng nó cao không? Vùng nó cao ghê luôn nè. Cái vùng hồng đó, bên này nó bình thường mà nó cao lắm. Nhưng cái con của hồng cao không thấy, nhưng mình nhờ dạng đó thôi, cái hàm nhỏ nè. Cho nên đây là có lưỡi nè, đây là có lưỡi đó. Chỗ này là có lưỡi, nó thụt tới đây nè. Đó, nó thụt từ đây nè, đó, được dùng rồi nè. Cái này lúc 20 tuần có hàm rồi, cho nên mình đã đọc được cái chỗ mà lưỡi nó thấp luôn rồi đó, nhưng mà bài này không quan tâm. Tức là cái này là cái xương đáng sợ, xương hàm trên nếu nó đen quá mình không còn thấy cái hầu nữa, chứ thực chất là chụp được cái hầu thì tốt hơn, thì 35 tuần thấy nó không hết trơn, chứ hầu thì tuần mình có làm mình vẫn còn không nợ đi làm, đi ấy không chụp lại trong máy đó, mình cũng không chụp trong cái máy quân vị á. Rồi tóm tắt lại cái bất thường xương đó thực ra nó rất đơn lẻ, nhưng mà nó quan tâm cái đơn lẻ, chứ còn tất cả là đo đạc nè, đúng cái xương dài cái thiểu xảo lồng ngực là phải làm nha, tại vì khi mà xương ngắn không phục thuốc làm nó đo, và thiểu xảo lồng ngực là đo có lồng ngực ha, một là mình đo nguyên cực nguyên bụng mình tính chứ không phải sáu là thiểu xảo, hai là mình ứng thuốc cái bản á, phát bị năm mình tính, rồi đánh giá hình dạng là xương dài, xương đầu, xương mặt, hình chuồng hay là móc, rồi nhánh chuồng hay là đầu mặt là cái xương đầu nhánh chuồng á, rồi đánh giá hình dạng xương dài là có bị căm xương không nè, rồi lúc đó coi giảm có khóa xương luôn. Rồi những bất thường đo, có những bất thường phải đo đạc nhiều lần. Rồi cần phân biệt với thai bệnh lý và thai chậm chân, đây cái này con đây nè, là gặp trong xương đùi á, nếu anh chị làm quý ba á, thì người Việt Nam mình á, nếu mà dưới cái bắt Việt Nam á thì thường là do gắn tự nhiên thôi, tại cái bản của mình là bản hắc lắc, xài của nước Mỹ cho nên là người ta cao lắm, cho nên hồi trước của mình nhiều dương đi chặt ối hoài cái này cái gì chơi đó, sau này là bỏ luôn rồi nha. Hồi trước mới ra làm ấy, mấy bác sĩ di truyền mạnh tay lắm, cái nào đi chặt ối hết, rồi bỏ, thậm chí có ca còn bỏ thai nữa nha. Còn ca đó cuối cùng mình nó đẻ non ba mấy tưởng sống cuối cùng đâu có gì hết trơn á, trong đẻ non luôn ví dụ những cái sai lầm trước đó bây giờ nó tôi nghiệm hết rồi không có đẻ được, cho nên là cái xương mà chậm tăng trưởng là để ý nó ngắn lắm, trong cái đo đạc cái chậm trưởng là phải để ý trước á, tại vì chậm trưởng là cái bụng nó nhỏ luôn nha, từ cái bụng nó nhỏ xíu luôn là thường là chậm trưởng á, lúc mà mình coi cái bụng mình đang thấy xương ngắn này mà cái bụng nhỏ là chậm trưởng, để ý trước chứ đừng có quan tâm cái chuyện mà tự lý xương nhỏ cao xiêm lợn sản ngay chết là mình coi cái cuốn cái loại bệnh nào trong cái lợn sản ngay chết à, thì cái tiêu chuẩn của lợn sản ngay chết nó có cái tiêu chuẩn đó, ngực dưới cái ngực là nhỏ xíu một xíu đó, chủ yếu cái ngực không à, hình dạng ngực nữa, hình dạng có là ngực thường nó cái xương nó ngắn hàng nó bị chu á, thành cái chu là cái lòng ngực nó cũng nhỏ hẹp á, thì cái bệnh xương không có một cái
không một cái bệnh mà chẳng đoán ra chính xác đâu, mình cứ bất thường thôi là em chẳng đoán được, nhưng mà những cái bất thường mà nguyên hội chứng rồi chẳng đoán đúng cái tên là không có được. Cho nên khi mà làm cái xương cái hoàn tất lượng đi và anh sản xương theo dõi nghĩ cái gì nhiều cái nào trội lên thì đó, chứ giờ lại chẳng đoán cái tên bệnh vậy thôi chứ có ra cái gì đâu. Vậy là bài thi là kết thúc rồi ha. Thì cái bài thi không có hỏi gì nhiều hết á, chắc là hỏi cái bình thường thôi à, chứ không hỏi gì nhiều. Tại vì cái bất thường nó phải có thời gian và phải từ từ nha, không hỏi gì nhiều hết, câu hỏi sẽ được gửi sau. Thì bên kia đầu câu hỏi rồi nhưng mà nói từ từ. Thì cái bụng á, mình đau cái AC rồi mình quay lại, nó giá thứ hai thì sau. Còn là xương, thường nó gãy xương nè, nó trong xương rồi, cái đó là lỏng thể rồi đó. Tức là mình thấy cái xương bình thường hết, nha, mình đau cái AC nữa. Mà nó nhỏ luôn á, nhỏ đều là cái đều đó. Thì có loại mà bị nặng là tổ quý mộ, cái đầu quý mộ mình thấy rồi đó, cái xương hình thành là nó thấy rồi đó. Nó cái bụng chi kim cái cục vậy luôn, mấy cái đó là cái bụng luôn á. Thấy cái nhịn sản, cái nhịn loạn sản loạn sản sụn mà nhịn tử ở bố mình thấy đó, cái vườn trắng bụng á. Nhưng mà mấy cái ca là biến dạng xương trong hết, xương sớm còn nhắn là rõ rồi. Mấy cái này nó rơi nó nhỏ sớm. Chậm kiểu là dạng xương bình thường, tức là nó xương nó bình thường, không hết bình thường. Cái đó không, xương đùi không có sao, nếu xương đùi là không sao. Khi làm cái xương đùi ngắn là qua lại đo xương cánh tay. Xương cánh tay rồi bắt đầu đo ngắn nữa, đo các xương dài rồi ra nguyên ngực. Còn không, xương đùi ngắn đơn độc, thường là không có bệnh gì đâu. Quý ba là Việt Nam mình đem vô cái bảng là bình thường hết, nếu không trong gì hết là bình thường. Tại cái bảng của mình là bảng nước ngoài nên đứng ở lúc nào cũng dưới 5 hết trơn á. Tự nhiên 65 đi, dù 65 cũng ngắn không mà đâu, cái bảng quý ba của mình là 65 đi, khoảng 75 đi, Việt Nam mình là dưới 5 hết á. Không sao á, quan trọng là vậy. Cho nên cuối cùng chẳng đó lại lên xưa thôi, không có chuyện đó, không bệnh thấy tên gì hết. Thôi kết thúc lớn ha. Tại vì có thời gian như bài thi nhiều quá, rất là nhiều luôn á. Hôm qua nhiều vô tay hết rồi.